Heavenly Father, we honor you today with worship and, God, the sacrifice that we can make before you right now. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa vì chúng con được đến nhà Chúa để chuẩn bị, chúng con ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Dâng cho Chúa những tiếng hát ngợi khen, cũng như những cú lễ hy sinh mà chúng con dâng lên cho Ngài trong buổi tối hôm nay. Giving you everything that we have, everything that we own, Lord, we offer it to you right now. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có và những gì chúng con có thể dâng lên được, chúng con dâng lên trước mặt Ngài. Have your way tonight, Lord. Xin tự do hành động ở tại đây buổi tối hôm nay. Holy Spirit, we invite you in this place. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con mời Ngài đến với chúng con. Lead us in the direction that we need to go. Lạy Chúa, xin dẫn dắt chúng con trong hướng mà Chúa Ngài muốn chúng con bước đi. Allow us, Lord, to enter into your courts, enter into the throne room, Lord, before your feet, to just worship you and give you the best sacrifice that we can give. Lạy Chúa, cho chúng con được mặc ơn để chúng con đi vào nơi chi thánh, và tại đó chúng con ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Lạy Chúa, chúng con có thể thờ phượng Chúa ở dưới bệ chân của Ngài và có thể nghe được sự dẫn dắt của Chúa. And we worship you tonight, Lord. Chúng con thờ phượng Chúa buổi tối hôm nay. In Jesus' name, amen. Trong danh Đức Chúa Jesus, chúng con cầu nguyện. Amen. High, holy, holy forever.
above them all, and all thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones. It's all thrones, it's dominions, all powers and positions. Your name, it stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, and holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, and holy, you will always be. Call you a way maker, miracle worker,
promise keep. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. That is who. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, and that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, and that is who you are. That is who. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. And that is who you are. Again, I enter, and I enter the Holy of Holies, and I enter through the blood of the Lamb. I enter, and I enter to worship you, Holy.
and I enter to honor. I am, and Lord, I worship you, and I worship you, Lord, I worship, and Lord, I worship. Through the blood of the Lamb, and I enter to worship you only, and I enter to honor. I am, and Lord, I worship you, and I worship. I worship, and Lord, I worship.
You deserve the praise. Worthy is
God reigns. Just worship you in this place. Ở phường Chúa nơi chúng này. Chúng con thờ phượng Ngài. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. Sing again. And you deserve the glory and the honor. And the as we lift your hold, you deserve the glory and the honor. And Lord, we lift our hands in worship as we lift your hold. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. And you deserve the glory. Come on, sing it out. And the honor. And Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. And Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else, Lord. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. Come on, sing it out. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. And there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There's no one else like you, Lord. So bằng Chúa của chúng con. No one else like you. Không ai so bằng Chúa của chúng con. This moment right now, we just begin to
just speak to your Father, just to tell him, Lord, there's no one else like you. Anh chị em trong thời gian này hãy nói với Cha Thiên Thượng của chúng ta, Chúa ơi, không ai bằng Ngài, không ai có thể so sánh được với Chúa. Lord, I worship you right now because there's no one else like you. Lạy Chúa, con thờ phượng Ngài trong thời gian này bởi vì không ai so bằng Chúa của chúng con. No one else like you. Không ai như Chúa của chúng con. There's no one else like you in this world, Lord. Không ai trên thế gian này giống như Chúa của chúng con. Everything we have, Lord. Chúng con dâng cho Chúa tất cả những gì chúng con có. Have your way, Lord. Have your way. Xin tự do hành động ở tại đây với chúng con. You just begin to tell that to the Lord right now, Lord. Have your way in my life. Hãy thưa với Chúa đi anh chị em, Chúa xin tự do hành động và điều khiển cuộc đời của con. Have your way in my life. Just thank you, Lord. Just thank you. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Welcome you in this place. Lạy Chúa, chúng con hoan nghênh Chúa ở tại đây. Holy Spirit, you are welcome to this place. Chúa Thánh Linh ơi, Chúa được hoan nghênh ở tại đây. Chúng con hoan nghênh Chúa buổi tối hôm nay tại nơi chung này. Đức Thánh Linh phán rằng ta vẫn đang tìm kiếm những người kêu cầu danh ta ngay cả ở giữa cơn bão tố của đời sống. It's not only that it honors the Lord, but it shows the trust and the faith that you have in him. Khi chúng ta làm như vậy thì chẳng những chúng ta tôn quý Chúa nhưng cũng bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Ngài. There's no one else like him. Vì không ai bằng Chúa của chúng ta. No one else like you, Lord. Chúa ơi, không ai bằng Chúa của chúng con. Lord is trying to do something in this place tonight. Chúa Thánh Linh đang muốn hành động ở tại đây buổi tối hôm nay. It's just a spirit of true honor in this place tonight. Chúng ta thấy có một tinh thần thật lòng tôn quý Chúa ở tại đây buổi tối hôm nay.
Lạy Chúa, được tôn cao ở tại đây, Chúa. Chúng con tôn cao Chúa. Chúa Thánh Linh phán rằng ta rất vui lòng vì có những người, những con cái của ta đã tạo bầu không khí ở tại nhà của mình, trong gia đình của mình, không khí hoan nghênh sự hiện diện của ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con dâng cho Chúa trọng quyền kiểm soát ở tại đây, ở trong buổi nhóm này. Xin vận hành và hướng dẫn chúng con theo hướng mà Chúa ngài muốn buổi nhóm được thực hiện. God, we thank you so much. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn ngài. You've graced us with your presence today. Cảm ơn Chúa vì ngài đã yêu thương và trong ơn điển của ngài cho chúng con kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa tại đây với chúng con. We honor you, Lord. Lạy Chúa, chúng con tôn quý Chúa. We honor you, Lord. We honor you. Chúng con tôn quý Chúa. We give you all this praise tonight, Lord. Chúng con dâng Chúa tất cả những sự ngợi khen buổi tối hôm nay. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 You may have a seat. Xin mời Hội Thánh ngồi. Today, as we were worshiping and as I've been praying, hôm nay trong lúc chúng ta thờ phượng, cũng như tôi ở trong sự cầu nguyện, you know, I've asked the Lord truly, what does it take for us to continue in what it is that you want to do here in our church? Đó là Chúa đòi hỏi cái giá nào và việc gì phải làm để tiếp tục công việc mà Chúa ngài toan định làm ở tại đây với chúng con. And as I was worshiping today, the Lord just reminded me of how our faith will be tested. Và trong lúc tôi đang thờ phượng tại đây thì Chúa ngài bày tỏ thế nào đức tin của chúng ta sẽ chịu thử thách. You know, tonight I really feel the Holy Spirit moving in a direction. I'm just following the river of where the Holy Spirit's leading. Trong lúc tôi hướng dẫn thờ phượng buổi tối hôm nay thì tôi cảm nhận được rằng Đức Thánh Linh ngài vận hành như dòng chảy của một con sông, và chúng ta thấy rằng cứ hành động, Chúa ngài chạy đến nơi này, nơi kia. You know, as we worship, one of the things that the Lord was reminding me was he's drawing us back to where only he matters. Anh chị em, trong lúc chúng ta thờ phượng thì tôi thấy rằng Chúa ngài bày tỏ ra tấm lòng của ngài, ngài muốn kéo chúng ta trở lại ở trong một cái trạng thái, vị trí mà chúng ta xác quyết rằng chỉ có Chúa là giá trị và quan trọng trong cuộc đời chúng ta. And sometimes in life we get caught up with all of the unnecessaries and all of the other things, and even in church and even in your relationship with God, you get caught up with so many other things besides him himself. Và trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cũng như trong hội thánh, chúng ta bị lôi cuốn vào trong những cái bận rộn, những cái chúng ta để cho những thứ khác nó chiếm tâm trí và sự suy nghĩ của chúng ta. Tấm lòng của chúng ta hơn là chỉ tập trung vào trong sự hiện diện của Chúa và chính mình ngài. And something the Lord reminded me over and over and over. Và đây là điều mà Chúa ngài nhắc nhở tôi, nhắc đi nhắc lại cho tôi điều này. How do you know? Làm sao để chúng ta biết? If you're truly relying and following after me. Đó là chúng ta thực sự nhờ cậy Chúa
trông cậy nơi Ngài để chúng ta thấy đường Chúa ngày dẫn dắt và đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Where is the measurement of that? Cái thước nào chúng ta sử dụng để chúng ta đo cái mức độ của tấm lòng của chúng ta dâng trọn cho Chúa như vậy? How do you know that you are in a place of being stagnant with the Lord? Làm sao chúng ta biết rằng chúng ta đang được tươi mới thay vì chúng ta đang bị đưng hay là bị tù động, như ao nước bị tù động ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa? You know, last night when I left church, chiều tối hôm qua khi tôi rời nhà thờ, and I'm embarrassed to share this story, but I'm going to share it. Tôi thấy hơi xấu hổ để nói điều này, nhưng mà tôi cứ chia sẻ với anh chị em. And sometimes we like to do things on our own and believe that we have our own strength to be able to do it. Nhiều khi chúng ta làm những công việc mà chúng ta nhờ cậy nơi sức riêng của mình, và chúng ta nghĩ rằng mình có sức, có khả năng để có thể thực hiện công việc. In our personal life, in the physical side of it, sometimes we don't reach out for help, or sometimes we don't call on a friend or reach out to people when we're in need. Trong đời sống cá nhân của chúng ta cũng như sinh hoạt của chúng ta, khi chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta không gọi để nhờ cậy ai đó, một người bạn, người có thể giúp đỡ chúng ta. And we believe that we can take on a heavy load of maybe burdens or just life, when truly that's not the burdens and the weight that the Lord wants us to carry. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình cứ đưa lưng mình gánh chịu những cái điều ở trong đời sống này, nhưng mà Chúa không muốn chúng ta ở trong một cái trạng thái như vậy. And sometimes in life we pivot every other way to figure out a different option than to go straight to the Lord. Và trong đời sống thì chúng ta trăn trở, chúng ta suy nghĩ, tìm đủ mọi cách khác nhau để giải quyết vấn đề, thay vì chúng ta đi thẳng đến với Chúa và dâng cho Chúa nhu cầu của mình. And sometimes it takes just going straight to the Lord. Và chị em, nhiều khi chuyện rất đơn giản, chỉ là trực tiếp đến với Chúa và giao nhu cầu của mình cho Ngài. And when I say we pivot and we do different things, what I mean by that is instead of going straight to our Lord and Savior for help, we try to do other things in our life to try to get us there. Anh chị em, khi trong đời sống, khi tôi nói đến là chúng ta xoay chuyển đủ mọi thứ, mọi cách để chúng ta tìm cách chúng ta giải quyết nan đề của mình hay là khó khăn mà mình đối diện, thay vì chúng ta trực tiếp đến với Chúa. Now I'll share with you on the physical side. Tôi chia sẻ với anh chị em về mặt thuộc thể. Of my story last night. Về câu chuyện của tôi tối hôm qua. So it's been about, I think, what, 2 weeks now since we got back from Vietnam? Thì chắc là từ lúc chúng tôi từ Việt Nam trở về thì đã hơn 2 tuần. And so I'm trying to get the house back together. I'm trying to clean everything up. I'm trying to get life back to normal since my sleeping schedule finally got fixed. Tôi cố gắng để dọn dẹp nhà cửa cũng như sắp đặt để đời sống trở lại ổn định. Bởi vì về vấn đề giấc ngủ nó đã trở lại bình thường. And I left church yesterday. Tôi đã rời nhà thờ tối hôm qua. And I knew I had something I wanted to do at home before I went to sleep. Tôi biết rằng tôi có việc phải làm trước khi đi ngủ. But the thing that I wanted to do, điều mà tôi muốn làm, I knew I should have waited until I had help. Thì tôi nghĩ rằng đáng lý ra mình phải chờ để có người giúp đỡ thì mới làm công việc này. I should have called and waited for Dylan or Tim or any of the people I usually ask for help. I should have waited to ask for help. Đáng lý ra tôi phải chờ để nhờ Dylan hay là Timothy, là những người mà tôi thường nhờ cậy để giúp đỡ. But yesterday, nhưng mà tối hôm qua, I was just so determined to just finish something that I knew that I shouldn't have done by myself. Nhưng mà tối hôm qua thì tôi quyết tâm lắm và rất muốn thực hiện công việc, trong khi tôi biết rằng đáng lý tôi phải chờ để nhờ thêm một người tiếp một tay. So I bought a piece of furniture. Tôi đã mua một cái vật dụng ở trong nhà. And it's like a big cabinet. Như là một cái tủ lớn. It's really nice. Rất là đẹp. And so I should have known better. Thì đáng lý ra là tôi biết rằng mình cần giúp. And this was 12 o'clock at night. Nhưng mà đã 12 giờ đêm. I should have went to sleep. Đáng lý ra thì nên đi ngủ lúc đó.
But I wanted to get it done. Nhưng mà tôi muốn thực hiện cái việc này và muốn hoàn tất cái việc lắp ráp. So I cut the box open. Thì tôi đã mở cái thùng ra. And I looked at this big cabinet. Tôi nhìn cái tủ hết sức là lớn này. And I had to get it from one place to the next place. Tôi phải di chuyển nó từ địa điểm này đến địa điểm mà nơi tôi muốn đặt nó. And I said, okay, I'll just use a dolly. I have a dolly in the garage. Thì tôi nói rằng, thì tôi sẽ dùng những cái bánh xe để có thể di chuyển vật nặng. I put the dolly under it. Tôi để cái bánh xe, các bánh xe ở dưới. And I lifted it up a little bit. Tôi nâng cái tủ lên một chút. And the size of it was too big for my dolly. Nhưng mà cái cỡ của nó thì nó quá lớn so với lại những cái bánh xe để di chuyển đồ vật nặng của tôi. I should have stopped right there and said, I can't do this. Đáng lý ra tôi dừng lại tại đó liền và nói rằng tôi không thể làm công việc này. I said, I'm not giving up. It's too late now. Nhưng mà tôi nói với chính mình rằng không có đầu hàng bởi vì việc mình đã làm tới đây rồi, đã trễ rồi. So I moved the dolly to the other side, a different way. Thì tôi đã di chuyển cái bánh xe, di chuyển đồ nặng qua bên phía bên kia của cái tủ. Okay, this will work. Chắc là cái này nó cũng sẽ kết quả đây. So I leaned the cabinet backwards. Và tôi đã nghiêng cái tủ mà nghiêng về phía của tôi. I said, okay, I can do this. It's no problem. Thì tôi nói rằng chắc không có gì trở ngại. And I'm walking backwards with the dolly and the big cabinet. Thì tôi đi lùi với cái tủ lớn như vậy và nó ở trên những cái bánh xe để di chuyển đồ nặng. But the cabinet has these legs that if you put too much pressure on one side, it'll probably mess them up. Nhưng mà cái tủ này thì nó có cái chân mà nếu mà mình để nhiều cái sức nặng lên nó có thể những cái chân này nó sẽ bị gãy. And I go backwards. Tôi đi ngược. And the dolly slips under the cabinet. Thì cái dàn bánh xe để di chuyển đồ nặng nó trượt ra ngoài. And I find myself. Và tôi bắt gặp chính mình. Squished between the floor and the cabinet. Bị đè ở giữa sàn nhà với lại cái tủ. The cabinet is hollow. It's not that heavy. It's just really big. Cái tủ thật ra thì nó trống, không có gì trong đó. Nhưng mà nó rất là lớn. It's 12 o'clock at night. 12 giờ đêm. Jeannie, I think, is asleep. Tôi nghĩ lúc đó là nhà tôi, Jeannie đã ngủ rồi. But I yell for help. Nhưng mà tôi la lên xin nhờ người giúp. Jeannie! Nói rằng, Jeannie! 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 But she doesn't hear me. Nhưng mà nhà tôi không nghe. Because she was just finishing taking a shower, getting ready to go into bed. Vì nhà tôi vừa mới tắm xong, bây giờ đã đi ngủ. And I said, okay, well, I have to do what I have to do. The legs are probably going to break, but this is what I have to do. Và tôi cuối cùng quyết định rằng việc phải làm thì bây giờ phải làm rồi. Dù cho cái chân của cái tủ nó có bị gãy thì cũng phải làm thôi. So I pushed the whole cabinet back up. Thì tôi đã cố gắng nâng cái tủ lên trở lại. And I'm able to get it to stand up. Và tôi đã cuối cùng cũng đã để cho nó đứng thẳng lên được. I tried to catch my breath. Thì tôi ráng để mà thở cho kịp. And I go into my bedroom to see if Jeannie was awake or not. Tôi đi vào trong phòng ngủ để xem Jeannie đã ngủ chưa. I see the light in the restroom on. Thì tôi thấy đèn ở trong phòng tắm vẫn còn. I said, babe, you didn't hear me call your name. Tôi nói rằng em không nghe anh kêu tên của em à. She said, what? No, I didn't hear you. Nhà tôi nói rằng đâu có nghe gì đâu. I said, I got squished by the cabinet. Nói rằng anh bị đè giữa cái tủ với lại sàn nhà. She said, are you kidding me? Nhà tôi nói rằng anh giỡn chơi à? Why didn't you ask for help? Tại sao không nhờ người ta giúp? And I said, I did ask for help. You didn't hear me. Nói rằng, anh có nhờ giúp đó nhưng mà em không có nghe. And she looked at me and she was just shaking her head at me. Thì nhà tôi nhìn tôi mà lắc đầu. I think that sometimes in our life, even on the spiritual side of it, you know, we wait so last minute to ask the Lord for help. Anh chị em, lúc trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta chờ đến giây phút chót, chúng ta mới lên tiếng nhờ giúp đỡ. We try to do everything we can to try to do all these things on our own, but that's not how God has created this relationship for us to have with Him, is for us to struggle all the way until the end and then ask Him for help.
Đó là Chúa ngài dựng nên chúng ta, và trong mối liên hệ chúng ta với Chúa thì ngài không muốn chúng ta cố gắng vật vã cho đến chừng cuối cùng thì chúng ta chịu hết nổi rồi, chúng ta mới xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. You know, I'm truly just thinking about yesterday's message. Tôi muốn nhận định và phân tách một cách thật là rõ giữa sứ điệp tối hôm qua. I left home. Mà tôi về nhà. And while I was driving, I said, "Man, was that too straightforward? Was that? Are people going to be offended by that? I don't know how to. Is that okay, Lord? Like, I didn't know how I felt after leaving church." Khi tôi rời nhà thờ tối hôm qua thì tôi vật lộn với lại những cái ý tưởng đó là Chúa ơi, tối hôm qua con có nói thẳng quá hay không? Người ta có phiền lòng khi nghe cái sứ điệp tối hôm qua hay không? Và tôi vật vã với nó. You know, one thing that I tried to preface yesterday was truly about the Holy Spirit. Tối hôm qua, ý của tôi muốn nhấn mạnh đó là tất cả là trong tầm hoạt động của Đức Thánh Linh. Do you understand that in life, especially in our relationship with God, He's created, He's made a way for us to be able to have a relationship, to be able to have the help that we need through the Holy Spirit. Tối hôm qua thì tôi nhấn mạnh đó là cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh ngài mở đường cho chúng ta, ngài tạo cho chúng ta một con đường để trong đời sống với chúng ta nhờ cậy Chúa khi chúng ta cần sự giúp đỡ từ nơi ngài. Some people have asked me some questions about life and what do I think about this or what do I think about that. Có một số người thì họ có những cái thắc mắc, họ đến để nhờ tôi cố vấn. Mục sư, theo mục sư thì việc này phải làm như thế nào? Việc kia phải giải quyết ra sao? And they asked me, "Well, Pastor, what do you think?" Rồi hỏi cho mục sư nghĩ như thế nào về việc này. And I tell them my answer. Tôi đã cho họ cái câu trả lời của tôi. Well, did you ask the Holy Spirit? Hỏi gì chứ? Có nhờ cậy Đức Thánh Linh và hỏi Đức Thánh Linh chưa? No, I prayed about it. Rằng không, nhưng mà tôi có cầu nguyện cho chuyện này. I know, but did you talk to the Holy Spirit about this? Rồi tôi hỏi gì chứ? Thật ra thì có hỏi ý của Chúa và xin Đức Thánh Linh ngài dẫn dắt chưa? There's a difference between the two, and I don't think a lot of people understand that. Anh chị em có sự khác biệt giữa chuyện chúng ta cầu nguyện một điều xin Đức Thánh Linh và thứ hai là chúng ta thật sự chúng ta có một cái cuộc đối thoại với Đức Thánh Linh. Nhiều người không phân biệt được giữa hai điều này. When I think about who the Holy Spirit is in my life. Khi tôi suy nghĩ về Đức Thánh Linh là ai ở trong cuộc đời của tôi. He is the help that I need. He is the true guidance in my daily life that the Lord has orchestrated to be a part of my life. Ngài là sự giúp đỡ mà tôi cần. Ngài là sự dẫn dắt mà tôi cần nhận được. Và Chúa, cảm ơn Chúa vì ngài đã sắp đặt tất cả những cái chức năng này của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của tôi. In Vietnam, khi tôi ở Việt Nam, I remember sitting at a table with a lot of leaders and pastors. Tôi có dịp để ngồi tại một cái bàn với nhiều mục sư và những người lãnh đạo. And nobody knows me. Không ai biết tôi. And I don't know them. Và tôi cũng không biết các mục sư này. So they were just speaking to me. And họ cứ nói chuyện với tôi. But I don't know what denomination they're from. Nhưng mà tôi thì không biết là họ thuộc về hệ phái nào. I don't know what they believe in. I just know they believe in God. Tôi không biết là họ tin như thế nào về những việc khác, chỉ biết là họ tin Đức Chúa Trời. I assume. Và tôi nghĩ rằng that if you're attending a conference that's from Assemblies of God, is you might know who the Holy Spirit is, or you might be filled with the Holy Spirit. Tôi nghĩ rằng nếu mà bạn đi tham dự một cái đại hội ân tứ được tổ chức bởi hệ phái Ngũ Tuần thì chắc là bạn cũng biết một ít về Đức Thánh Linh chứ. But I found that as I sat at the table. Nhưng mà tôi khám phá một điều khi tôi ngồi tại cái bàn and đó. And I spoke about the Holy Spirit. Và khi tôi nói về Đức Thánh Linh. There were some faces that wouldn't even look up at me after that anymore. Có những cái gương mặt, có những người mà sau đó họ không thèm nhìn mặt tôi sau khi tôi nói những điều về Đức Thánh Linh. Which was strange to me. Đây là một điều rất là lạ đối với tôi. And then as I
was praying at the altar for people. Và trong lúc tôi đang cầu nguyện cho những người có nhu cầu cũng như là cầu nguyện cho người muốn được báp têm trong Đức Thánh Linh. I noticed they would watch the way that I would pray for people. Thì tôi thấy rằng họ nhìn một cách quan sát trong lúc tôi cầu nguyện cho những người có nhu cầu. And the realization for me with this trip and as I left is there's still so many people in our world who don't understand the true gift that God has given us, which is the Holy Spirit. Thì có một cái mức độ của sự khám phá ở trong đời sống của tôi để nhận biết được rằng có rất là nhiều người trên thế giới này chưa thật sự kinh nghiệm và biết được Đức Thánh Linh thật là cái sự ban cho từ nơi Chúa. And I spoke earlier about sacrifice and how we truly know that we're following after Christ or following after the Holy Spirit. It comes through sacrifice. Anh em tôi nói khi nãy đó là có một cái giá phải trả, có một sự hy sinh mà chúng ta cần phải hy sinh để chúng ta có thể bước đi ở trong ơn của Chúa và kinh nghiệm được quyền năng của Ngài như thế này. But the issue that many people have before them is that they don't know what they're supposed to sacrifice because they don't have the relationship with the Holy Spirit to tell them what it is that he's asking for. Nhưng mà nhiều người thì không biết cái sự hy sinh đó là gì bởi vì không có một mối liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh và nghe được sự dẫn dắt của Chúa cho nên cũng không biết hy sinh. Nhưng mà hy sinh vào chuyện gì? In our trip to Vietnam, ở trong chuyến đi Việt Nam, I had a great moment that I was truly blessed to be a part of. Và tôi có những cái khoảnh khắc mà tôi được đặc ân để có mặt ở tại đó. You know, one of the biggest sacrifices in my life that the Lord has showed me is sowing seeds into people's lives without questioning, without doubting, and just saying yes to the Lord when he asks. Một trong những phước hạnh mà Chúa ngày dạy tôi và giúp đỡ tôi để có thể sống và thực hiện đó là sẵn lòng giúp đỡ một người mà không cần thắc mắc khi Chúa ngày hướng dẫn con hãy đầu tư, hãy giúp đỡ cho một người. And I don't sow seeds into people's lives because I think you're a good person. Thì tôi không có gieo những hạt giống và giúp đỡ trong ai đó chỉ vì tôi nghĩ rằng người đó là một người tốt. I just sow the seeds whenever the Lord truly prompts it in my heart through the Holy Spirit, and it's the exact number. Và tôi dâng hiến cũng như là gieo những hạt giống vào trong những cuộc đời theo như sự dẫn dắt của Chúa mà nhiều lần là chính xác luôn cả con số cần phải giúp. And I remember that, you know, the Lord has blessed my life so that I could be a blessing in Vietnam. Và tôi nhớ Chúa ngài đã ban phước trên đời sống của tôi để tôi có thể làm nguồn phước ở tại Việt Nam. And so we had a personal driver who drove a 16-passenger van that took our team, the younger team, everywhere, every day, every moment. He was always waiting for us. Chúng tôi có một người tài xế trong một chiếc xe 16 chỗ, là người lái xe và đưa chúng tôi đi lúc làm cái nhóm của những người trẻ đi chung với chúng tôi ở trong đoàn của chúng ta. Thì đưa đi đây đi đó mỗi ngày. And we didn't really speak much to him. Và chúng tôi thì không có nói chuyện nhiều với anh. Besides where we're going. Trừ ra là chúng ta đi đâu và chúng ta muốn làm gì. And he would just take us and he was kind of quiet. Anh cứ chở tôi đi và anh là người ít nói. But before every service we went to. Nhưng mà trước những cái buổi nhóm mà chúng tôi đi vào để tham dự và dự phần. We prayed and we worshiped together in the van as a team. Thì chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi cùng nhau thờ phượng Chúa ở trong chiếc xe van này đoạn luôn luôn làm việc đó. And it was Friday right after conference. Và tôi nhớ ngày thứ sáu trước khi nhóm lại. And we were headed to go speak at a youth conference after that. Và chúng tôi trên đường để đi đến và giảng cho một buổi nhóm một cái hội đồng cho thanh niên sau đó. And I heard from the Holy Spirit. Tôi nghe từ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Be a blessing to the driver right now. Hãy làm nguồn phước cho người tài xế này. I said, okay, well, what do you want me to do? Thì tôi nói rằng được rồi, nhưng mà Chúa muốn con làm gì? You know what to do, Sam. Thì Chúa ngài trả lời là Sam con biết phải làm gì mà. Before I went on the trip. Trước khi tôi đi trong chuyến này, I had money set aside
for all expenses for Vietnam. Tôi đã để dành một số tiền cho tất cả những chi phí mà chúng tôi sẽ phải chi trả ở tại Việt Nam. And then I had a secret spot in my wallet. Nhưng mà tôi có một cái chỗ bí mật ở trong cái ví của tôi. And I said, Lord, this money is to bless people. I won't use it for anything else. Rằng Chúa ơi, số tiền này là đặc biệt dành để làm nguồn phước cho ai đó. Con sẽ không sử dụng nó cho bất cứ điều gì khác. And I knew right in that moment what the Holy Spirit was saying. Và tôi biết liền ngay cái giây phút đó ý của Đức Thánh Linh ngài muốn nói gì. And so I had somebody translate for me to speak to the bus driver. Thì tôi có nhờ một người để giúp đỡ cho tôi thông dịch để tôi có thể nói chuyện với người tài xế. To speak into his life. À, để có những lời để công bố có tính chất tiên tri trong cuộc đời của anh. To be a blessing, to be an extension of Christ. Để làm nguồn phước và làm cánh tay nối dài cho Đấng Christ. Now there's what I want to share is this: is there's a difference between just blessing somebody's life or hearing from the Holy Spirit and blessing that person at the right moment, at the right time. Anh chị em cũng có một cái sự khác biệt rõ ràng ở đây là cái việc chúng ta giúp đỡ cho ai một số tiền làm nguồn phước cho họ, với lại được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để có thể giúp đỡ trong một cái công việc một cách rất là rõ ràng, có mục đích và đúng cái thời điểm trong sự dẫn dắt của Chúa cho đời sống của người đó. And I prayed for the bus driver. Tôi đã cầu nguyện cho người tài xế này. And it was funny because I asked him if I could pray for him. He said, "Of course." Tôi xin phép, tôi nói rằng tôi có thể cầu nguyện được cho anh hay không, thì anh trả lời là được chứ. And so I'm in the back seat and I put my hand on his shoulders. Tôi ngồi ở cái ghế phía sau, cho nên tôi đặt tay trên vai của anh. And I begin to pray for him. Và tôi bắt đầu cầu nguyện cho anh. And the person sitting next to the bus driver. Đấy, cái người ngồi kế bên cạnh người tài xế lái xe. And y'all know her. Her name is Jiha, and she had two kids that used to come to our church. Anh em biết đó là Hà, là người mà có hai đứa con nhỏ đã từng đến đây và sinh hoạt với hội thánh. And as I was praying for the bus driver, và trong lúc tôi cầu nguyện cho người tài xế, she slaps and says, "Open your eyes." Thì chị đánh vào trong vai và nói rằng mở mắt ra để lái xe. And we were driving, and we just all started laughing because it was just joyful, because in his heart he just wanted to receive what it was that God wanted him to receive in that moment. Tất cả chúng tôi đều cười và thấy cái điều này nó cũng là ngộ và đặc biệt, bởi vì anh rất là khao khát muốn nhận cái sự cầu nguyện của chúng tôi, cho nên trong giây phút đó anh nhắm mắt. His heart was so open in that moment. Tấm lòng của anh thì thật là cởi mở trong lúc đó. And when I blessed him, và khi tôi làm nguồn phước cho anh, I forgot that I'm from America. Tôi quên rằng tôi từ Việt Nam, từ Mỹ về Việt Nam. So the amount that I blessed him, cho nên cái số tiền mà tôi đã cho người này, it's not like God hasn't asked me to do that for other people in the church before. Thì không phải là đây là lần đầu tiên hay là Chúa Thánh Linh chưa bao giờ bảo tôi để làm nguồn phước cho ai đó trước đây. But when I blessed the bus driver, nhưng mà khi tôi giúp đỡ cho người tài xế này, the two people sitting in the front, thì hai người ngồi phía trước, their eyes opened up really big. Mắt của họ mở tròn ra. And I forgot. I forgot where I was from. I forgot what life was like for me. I forgot what it truly meant to bless somebody who maybe has never been blessed in their life before. Và tôi quên bẵng đi là tôi là ai và tôi đến từ Mỹ như thế nào. Tôi đã làm công việc mà có thể cái người này chưa bao giờ được nhận cái số tiền hay là được phước lớn như vậy bao giờ trong cuộc đời của họ. And in that moment, và trong giây phút đó, it wasn't even about money. Thì nó không phải là cái số tiền. If I didn't have the Holy Spirit, nếu tôi không có Thánh Linh, I wouldn't have done what I did. Thì tôi đã không làm cái việc mà tôi đã làm. Or maybe if I did bless that person without the Holy Spirit, it would have been $100 maybe. Nếu tôi giúp đỡ mà không có ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì chắc là cái số tiền là chừng $100. And you may say $100, Pastor Sam, that's a lot of money even in the U.S. Anh chị em có thể nói $100, nó cũng là rất là nhiều tiền so với luôn cả ở tại nước Mỹ này.
This bus driver, cái người tài xế này, was with us from 7 in the morning till 12 a.m. every day. Là người này đã ở bên cạnh chúng tôi, lái xe giúp đỡ chúng tôi từ 7 giờ sáng, xin lỗi, 6 giờ sáng cho đến 7, cho đến 12 the next morning. Cho đến 12 giờ khuya, 12 giờ đêm. Because he was with the young people. Bởi vì anh lái xe cho những người trẻ. So after service, we wanted to go eat. Cho nên sau giờ nhóm, giờ phục vụ rồi, thì chúng tôi lại muốn đi ăn. And we wanted tapioca. Chúng tôi muốn đi uống trà sữa. So he stayed with us the whole time. Anh đã bên cạnh chúng tôi suốt cái thời gian đó. But the reason of why I'm sharing with you this message is because one, the Holy Spirit is a gift for us, not only for us personally to have the help that we need, but to also have the help to help others. Và tôi chia sẻ cái câu chuyện này để nhấn mạnh một điều này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh Ngài có mặt trong đời sống của chúng ta. Ngài chính là cái sự giúp đỡ khi chúng ta cần. Nhưng mà Ngài cũng là đấng có thể ban phước trên chúng ta và tạo điều kiện cho chúng ta để chúng ta có thể làm nguồn phước để giúp đỡ cho những người cần được giúp đỡ. And that's what this whole revival has been about. Và anh chị em, đó chính là cốt lõi của sự phục hưng này. To get closer with the Lord every day. Đó là chúng ta đến gần với Chúa mỗi ngày. To be in his presence every day. Ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. To have a increased relationship to hear his voice so clearly that the moment he whispers something you already know exactly what it is you're supposed to do. Đó là chúng ta gần gũi Chúa đến cái mức độ khi Chúa ngài chỉ nói một tiếng nhỏ thôi thì chúng ta lập tức nghe được và thực hiện liền điều mà Chúa ngài hướng dẫn. And you know there's a story that comes to mind that I think about when it comes to listening to the Lord and making a sacrifice and allowing the Lord to provide. And you know, it's in the very beginning of the Bible when we learn about Abraham having to make that sacrifice of his son. And it's his son that he truly loves, truly dearly cares about. Ồ, câu chuyện ở trong Kinh Thánh thì tôi nghĩ ra liền ở trong trí của tôi bây giờ đó là câu chuyện của một người bằng lòng hy sinh, đó là Abraham. Chúa bảo ông hãy dâng đứa con của ông mà ông rất là quý và yêu mến vì đứa con sanh ở trong tuổi già của ông. And in the scripture, and I'll just summarize because I feel the Holy Spirit's moving in a certain way. Is in scripture, you see, Abraham has a conversation with the Lord, and the Lord tells him, Abraham, I want you to make a sacrifice. Và chúng ta tóm tắt cái câu chuyện này vì Đức Thánh Linh ngài muốn hướng dẫn chúng ta đi một cái hướng. Đó là Abraham có một cái cuộc nói chuyện với Đức Chúa Trời và Chúa nghe bảo với Abraham rằng ta muốn con làm một cái sự hy sinh. But I know the entire story. Tôi biết hết cả câu chuyện này. And I know you all know the entire story. Và tôi biết anh chị em cũng đã biết rõ câu chuyện này rồi. But in the very first line of the scripture, it says, sometime later, God tested Abraham's faith. Thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa bắt đầu với cụm từ này, một thời gian sau, Đức Chúa Trời thử đức tin của Abraham. And that stuck out so much to me. Anh chị em, điều đó nó nổi bật cho tôi một cách rất là đặc biệt. I look at this time of revival that we've spent for 10 months. Tôi nhìn lại cái cuộc phục hưng mà chúng ta đã dành thời giờ với nhau và đi vào trong sự phục hưng này trong 10 tháng qua. Yes, there's been sacrifice. Đúng, có những sự hy sinh mà chúng ta phải hy sinh. But what I truly believe is it's a big testing of my faith, our church's faith, individually, your faith. Và tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có một cái thử thách đức tin của chúng ta, của hội thánh, của anh chị em. When I think about this story, thì tôi nghĩ đến câu chuyện này. You can only imagine what Abraham's going through when he knows what the Lord has asked him to do. Thì chúng ta thử hình dung điều đang diễn ra trong tấm lòng của Abraham khi ông nghe Chúa bảo ông làm cái điều mà Chúa muốn ông làm. And I just want to read this one portion for you. Tôi muốn đọc cái phần này cho anh chị em. Genesis 22, verse 11. Ở trong Sáng Thế Ký chương 22, câu số 11. This is right in the moment that Abraham is going to make that sacrifice. Ngay cái giây phút mà Abraham chuẩn bị để làm cái sự hy sinh đó. So at that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham,
Yes, Abraham replied, here I am. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một ngươi. And you see right after this scripture that the Lord provides a ram. Và anh chị em thấy rằng ngay trong phía sau câu kinh thánh này thì Chúa Ngài đã chu cấp một con dê đực, một con chiên đực. Our faith is tested by the sacrifices that we will make for the Lord every day. Và anh chị em, đức tin của chúng ta chịu cái sự thử thách khi Chúa bảo chúng ta hãy làm những cái của lễ hy sinh ở trong mỗi ngày. And when I think about this story, khi tôi nghĩ về câu chuyện này, and I put myself in Abraham's position, mà tôi đặt chính mình vào trong vị trí của Abraham, I don't know how far I would have been able to make it. Thì tôi không biết là mình đi được tới đâu so với lại cái điều mà Chúa nghe thử đây. I could only imagine. I look at Easton every day, and if the Lord asked me in any way like that, I don't know what kind of response I would give to the Lord. Tôi chỉ có thể hình dung và tôi nhìn con trai của tôi Easton mỗi ngày rằng, nếu Chúa ngài bảo phải làm một cái sự hy sinh thì tôi không biết là tôi đi được bao xa. It's not an easy task. Thật là một cái việc mà không phải là đơn giản chút nào. But it's something that the Lord was doing to test the faith of Abraham. Nhưng mà đây là điều mà Chúa ngài đã làm để thử đức tin của Abraham. And you see that Abraham had, even if it was hurting him inside, the willingness to say, Lord, I'm going to do this for you. Và chúng ta thấy tại đây Abraham, mặc dù chúng ta tin chắc rằng ông rất là đau đớn ở bên trong tấm lòng của ông, nhưng mà ông thưa với Chúa ở trong thái độ là Chúa, con sẵn sàng vâng lời. And do you have the willingness inside of you? Anh chị em có một cái tinh thần sẵn lòng ở bên trong anh chị em to be able to respond to the Holy Spirit when he says something to you. Để sẵn sàng và nhanh chóng đáp ứng lại với những điều Đức Thánh Linh ngài truyền bảo chúng ta. Even if it's a sacrifice that is beyond what you would imagine the Lord would ask you to make. Ngay cả khi Chúa ngài bảo chúng ta một cái sự hy sinh mà có thể rằng nó quá cái sức của chúng ta trong sự hy sinh khi Chúa ngài bảo chúng ta hãy làm. Do you have that fear of God? Do you have that faith in God? Anh chị em có cái lòng kính sợ Chúa và có cái đức tin nơi ngài hay không? For me, the understanding on my behalf of fear of God is this: is I fear losing God because everything else in this world does not compare to Him. Cá nhân tôi thì tôi rất là sợ để đánh mất cái mối liên hệ của mình với Chúa, bởi vì đối với tôi thì Chúa là điều quan trọng nhất ở trên đời này. I don't fear the wrath of God in that way only because I know His love and I know His grace. But what I fear is that I would do something in my life, I would disobey Him in a way that would hurt Him, that would cause Him to turn His face away from me. Tôi không kinh sợ Chúa, nhưng mà kính sợ Ngài ở trong cái cách, bởi vì tôi biết rằng tôi chỉ sợ rằng nếu mà mình không vâng lời thì mình sẽ làm cho đau đớn tấm lòng của Chúa khi Chúa ngài muốn tìm thấy chúng ta yêu Chúa và đặt lòng tin đến ngài đến mức độ nào. I think about the Holy Spirit. Và tôi nghĩ về Đức Thánh Linh. And how precious the Holy Spirit is to me. Và Đức Thánh Linh có giá trị lớn lao như thế nào cho đời sống của tôi. And every day I try my best every day to not do anything to hinder the Holy Spirit to work through my life, to truly be obedient to the Holy Spirit in everything that He asks of me to do, because He's asking on behalf of our Lord. Và mỗi ngày thì tôi vật lộn với vấn đề cái giá phải trả để luôn luôn ở trong mối liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh và sẵn sàng để vâng lời và làm theo điều Chúa ngài chỉ dẫn. Những điều Chúa ngài muốn tôi thực hiện thì ngài đã lên tiếng thay mặt cho cứu Chúa của chúng ta. And when we think about the Holy Spirit,
Và khi chúng ta suy nghĩ về Đức Thánh Linh, and the help that he is for us, và sự giúp đỡ mà Ngài chính là sự giúp đỡ cho chúng ta, I hope that we as a church can come to the understanding of not waiting till the last minute, not waiting until you're stuck between a big cabinet and the wooden floor, to understand that we don't have to wait last minute in our circumstances to call upon the Lord. Để chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta không cần phải chờ cho đến giờ phút chót khi mình bị kẹt ở giữa cái tủ và cái sàn nhà, để rồi lúc đó mình mới kêu cầu Chúa giúp đỡ. Nhưng mà sẵn sàng cũng như là nhờ cậy Chúa ngay từ những giây phút đầu. Now I've asked the Lord, why do we have to do this every day? Thì tôi từng hỏi với Chúa là, Chúa ơi, tại sao chúng con phải làm công việc này nhóm lại mỗi ngày? I've asked him. Tôi hỏi Chúa. You know, some people, anh chị em, một số người, they ask that question. Họ cũng đặt câu hỏi đó. Why does VBC do this every day? Câu hỏi đó là tại sao BBC Houston lại nhóm lại mỗi ngày như vậy? Even some members that go to our church. Luôn cả một số những người thuộc viên của hội thánh tại đây. Why do y'all do it every day? Tại sao mấy anh làm những cái chuyện như vậy mỗi ngày? What I know is this. Điều mà tôi biết. I'm just doing it for the Lord. Tôi làm là làm cho Chúa của tôi. Not doing it for anybody else. Tôi không làm cho bất cứ một con người nào. This is my sacrifice to the Lord. Đây là cái sự của lễ hy sinh mà tôi dâng lên cho Chúa. It's a big sacrifice. Một sự hy sinh rất là lớn. But this is my sacrifice to the Lord. Nhưng mà đây chính là cái sự hy sinh mà tôi muốn dâng cho Chúa. I spoke to somebody yesterday before we left the church. Tôi nói chuyện với một người trước khi chúng tôi rời nhà thờ tối hôm qua. This person shared many testimonies to my dad and I. Người này đã chia sẻ những lời làm chứng rất đặc biệt cho ba của tôi và tôi. And you can see it in this person's eyes. Và chúng ta có thể thấy trong ánh mắt của người này. How much this person loves the Lord. Cái người này yêu Chúa đến mức độ nào. And how much they're thankful that the Lord is using their life. Và biết ơn Chúa vì Chúa Ngài đã sử dụng đời sống của mình. And these were the words. Và đây là lời mà người này nói. This person just said, thank you for everything that you've been teaching us and everything that I've learned. I was able to truly apply it and see that the Lord is good and the Lord wants to use my life just like you said. Và người chị em này đã cảm ơn chúng tôi cho những điều mà chúng tôi đã hướng dẫn, đã dạy dỗ, để rồi thấy được việc Chúa Ngài sử dụng mình để làm nguồn phước cho nhiều người. I hope that one thing that we can all learn during this time of revival. Tôi hy vọng điều này là điều mà tất cả chúng ta đều học được ở trong cái thời kỳ của sự phục hưng và phấn hưng này. Is that everything that we have? Đó là tất cả những gì mà chúng tôi có. You do too. Anh chị em cũng có thể làm được. The abilities that we have to speak, preach, pray, you all have that. Khả năng để có thể nói, để có thể giảng, để có thể cầu nguyện cho nhu cầu của ai đó, tất cả chúng ta đều có thể làm được. This person showed me a photo yesterday. Người chị em này đã cho tôi thấy một số những hình ảnh tối hôm qua. This person said that they were praying for somebody that had pain in their back. Và đã kể lại đó rằng đã cầu nguyện cho một người bị đau lưng. At VBC Houston. Tại VBC Houston. If I asked you this question. Nếu tôi hỏi anh chị em điều này. What do you think that photo looked like? Thì anh chị em nghĩ xem cái hình đó như thế nào. What do you think the photo looked like? Anh chị em nghĩ cái hình đó cho thấy cái kết quả như thế nào. In any other church, if I asked that question. Nếu tôi hỏi người của các nhà thờ khác. I wouldn't get the same result. Thì tôi không có thấy được cùng một kết quả. But when I looked at that picture, nhưng mà khi tôi thấy cái bức hình này, I couldn't help but laugh. Tôi không có thể làm gì khác hơn được là phá ra cười. Because I said, that looks exactly like what we learned. Thì tôi nói rằng đó là chính xác những điều mà chúng ta đã học được ở tại đây. This person had the person with pain in their back sitting in a chair all the way back and their hands holding that person's feet.
Ngày nay đã nhờ cái người mà cái người cần được chữa lành một cột sống đó, ngồi trên ghế và hai tay thì nâng gót chân của cái người cần được chữa lành. Đúng như chúng ta học ở tại đây. It's the very last thing that this person said. Và cái điều cuối cùng người chị em này đã nói. There are some parts that I couldn't remember things, I couldn't remember, but praise the Lord, the Holy Spirit reminded me of everything that I needed to know in that moment. Và cũng có những cái chỗ, những cái cách để cầu nguyện mà tôi quên mất để cầu nguyện như thế nào, nhưng mà cảm ơn Chúa, chính Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ và Ngài giúp đỡ cho ở trong giây phút cần phải phục vụ người khác như vậy. And that's it. Anh chị em, đó chính là then chốt của vấn đề. That's who the Holy Spirit is to us. Đó là công tác của Đức Thánh Linh cho mỗi một chúng ta. He is truly our helper and we truly can call on him. Ngài thật sự là đấng giúp đỡ chúng ta và chúng ta có thể kêu cầu Ngài bất cứ lúc nào. And there's this faith aspect that we have to have is, Lord, I trust you with all of my life. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái mức độ của đức tin nơi Chúa và chúng ta có thể nói ở trong hành động và trong lời của chúng ta rằng là Chúa, con giao trọn đời sống của con và mọi việc ở trong tay của Chúa, sự dẫn dắt của Ngài. Và là Chúa, con làm tất cả những điều này là vì Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Not for my glory, but for yours. Không phải cho vinh hiển của cá nhân con, nhưng mà cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài. You know, I want us to end and pray. Tôi muốn chúng ta kết thúc trong sự cầu nguyện. It's something that I just want to share and praise God about. Tôi có điều tôi muốn chia sẻ để ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa. I don't get on Facebook much. Tôi không có lên Facebook thường xuyên. That's not for me. Bởi vì nó không phải là cái việc cho tôi. But after I got home from Vietnam. Nhưng mà kể từ khi tôi trở về từ Việt Nam. I think every day. Thì tôi nghĩ rằng như là mỗi ngày. I have a new friend request from Vietnam. Thì tôi có ít nhất là những cái lời xin được kết bạn từ Việt Nam. I sat on my phone for probably 30 minutes to accept over 200 new friend requests in one day. Tôi đã dành 30 phút hơn để đáp ứng lại với 200 lời xin được kết bạn ở trong một ngày. I don't know a single person. I don't know any of them. Tôi không biết bất cứ một người nào trong số những người xin được kết bạn đó. I would usually just leave it alone. I wouldn't accept friend requests. Tôi thường đó là không có đáp ứng lại và cứ để chuyện nó như vậy bởi vì tôi không có nhận lời để kết bạn với ai. Because I don't use Facebook. Bởi vì tôi không có sử dụng Facebook. But every time I hit accept. Nhưng mà mỗi khi tôi bấm cái nút là chấp nhận kết bạn. I instantly got a personal message from that person that says, Pastor, praise God for your life. I've been blessed by your ministry. Và tôi lập tức có thể nhận được một cái tin phản hồi liền tại chỗ. Đó là mục sư, cảm ơn Chúa và đời sống và chức vụ của mục sư đã ảnh hưởng ở trên đời sống của tôi. And I just, now this is all I do. Thì bây giờ đó là tất cả những điều mà tôi làm. I look at who they know. Thì tôi xem coi người này biết ai. If they follow him. Nếu họ là cái người mà theo và kết bạn với mục sư Khánh rồi. I just said accept, 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 accept. Thì tôi chỉ bấm là chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận lời kết bạn. Somebody told me this. Có người đã nói với tôi điều này. They said, Pastor, I didn't know. Là mục sư, tôi không biết. That there were that many hungry young people in Vietnam until I watched that service that you spoke at. Tôi không ngờ tại Việt Nam có mức độ của những người trẻ khao khát Chúa đến như vậy cho đến khi tôi theo dõi buổi nhóm mà mục sư đã giảng dạy. Praise God for your life. Tôi ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa cho đời sống của mục sư. And praise God that you answered his call. Và cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì mục sư đã đáp ứng lại với tiếng gọi của Chúa. I only share that with you. Tôi chia sẻ điều đó với anh chị em. Not to boast that I have 200 plus more friends. Đó là không phải để khoe rằng tôi có hơn 200 người bạn mới. Because I don't know any of them, remember that. Bởi vì tôi không biết ai trong họ hết.
Cho nên anh chị em nhớ điều đó. But I share that with you, especially here in this church. Tôi chia sẻ điều đó với anh chị em, nhất là các anh chị em trong hội thánh ở tại đây. Because you were the same people that heard me say with my own mouth. Vì chính anh chị em là những người đã từng nghe tôi nói điều này từ miệng của tôi. Of the story that I shared when I told the Lord, I'm nobody compared to my dad. I am at the bottom of the totem pole. Tôi đã từng nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không thể so sánh được với ba của con. Mà trong cái mức độ của những người xứng đáng để được mời giảng thì con nằm ở dưới hàng chót. And the Lord reminded me, and I want to remind you all, as the Lord reminded me that day, I will make your name known, not because of you, but because of what you do for me, and you make my name known. Thì anh chị em còn nhớ là điều mà Chúa Ngài đã nói với tôi, đó là ta sử dụng con không phải để tên của con được biết đến, nhưng mà để danh của ta được cải sáng cho những điều mà con làm cho ta. So remember this. Cho anh chị em nhớ điều này. What we do here, tất cả những gì chúng ta làm ở tại đây, it's not for us, không phải chỉ riêng cho chúng ta, but it's to give him glory. Nhưng mà để chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa. And what we learn here, và tất cả những gì chúng ta học được tại đây, it's not just for us, anh chị em cũng không dành riêng cho chúng ta, but it's for everybody out there who needs to hear from the Lord. Nhưng mà cũng dành cho tất cả những ai ở ngoài kia, là những người đang cần học để nghe tiếng phán của Chúa. So what is the sacrifice that the Lord's asking of you? Anh chị em, như vậy thì cái giá hy sinh mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài bảo chúng ta phải hy sinh cho Ngài là gì? What is the testing of your faith that he is trying to do? Anh chị em, cái thử thách của đức tin của chúng ta là gì? Điều mà Chúa Ngài bảo chúng ta làm là gì? For some, đối một số người, it could be this. Nó có thể là to just pray for one person. Đó là bằng lòng bước ra và cầu nguyện cho một người. It could be just to step out in faith and share your testimony to somebody. Có thể là chúng ta bước ra trong đức tin và sẵn sàng để chia sẻ phúc âm của Chúa cho một người. For some, it could be coming here every day. Và đối với người khác thì thường trực có mặt tại đây mỗi ngày. But what you have to understand, và điều mà chúng ta cần phải hiểu, I can't make your sacrifice and you can't make my sacrifice to the Lord. Đó là anh chị em không thể làm cái sự hy sinh, và tôi cũng không làm được cái sự hy sinh cho anh chị em. Anh chị em cũng không làm cái sự hy sinh cho tôi. Nhưng mà anh chị em làm là giữa anh chị em với Chúa. Can you imagine if Abraham told his neighbor, "Hey, can I borrow your son?" Chúng ta thử hình dung ông Abraham chạy qua ông láng giềng của mình và nói rằng, cho tôi mượn đứa con trai của anh được không? Doesn't work like that. Anh chị em, việc nó không thể xảy ra như vậy. Lord, can you use somebody else's life instead of mine? Chúa ơi, Chúa sử dụng đời sống của người nào khác đi thay vì sử dụng đời sống của con. Doesn't work like that. Anh chị em, việc nó cũng không xảy ra như vậy. Because our Heavenly Father, bởi vì Cha chúng ta trên trời, and in Scripture it says He has a plan for all of our lives. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài có chương trình cho mỗi đời sống chúng ta. Not just for some of us. Không phải chỉ cho một số thiểu số người. But for all of us. Nhưng mà cho tất cả chúng ta. So tonight as we close out. Nhân buổi tối hôm nay, khi chúng ta kết thúc buổi nhóm, will you take this moment to ask the Lord? Và chúng ta dành giây phút này để chúng ta xin Chúa. And speak to the Holy Spirit. Phán dạy qua Đức Thánh Linh. Holy Spirit, what is it that I need to sacrifice? Đức Thánh Linh ơi, con phải làm của lễ hy sinh nào? Holy Spirit, lead me right now. Lạy Chúa Thánh Linh, xin dẫn dắt con trong lúc này. To understand. Để hiểu rằng what sacrifice I am needing to give to you to increase my faith. Sự hy sinh nào mà con cần phải làm để gia tăng đức tin của con nơi Chúa? Lord, allow me, my life, Lạy Chúa, xin sử dụng và cho phép đời sống của con, to be the best representation of you, để làm người phản ảnh một cách chính xác nhất về Chúa. In every part of my life, Lạy Chúa, mọi mặt của đời sống con, have your way, xin tự do sử dụng hành động. Holy Spirit,
là Chúa Thánh Linh. In every part of my life, trong mọi mặt của đời sống của con, I give you control. Con dâng cho Chúa toàn quyền kiểm soát. I give you the authority. Con dâng cho Chúa mọi thẩm quyền sử dụng. To speak to me about each situation in my marriage, in my ability of raising kids, in my relationship with the Lord, in every aspect, Holy Spirit, help me. Xin phán dạy và dẫn dắt con trong mọi mặt của đời sống, trong mối liên hệ của con với vợ của con, với những nhu cầu, những việc khác ở trong đời sống. Lạy Chúa, xin Chúa ngài giúp đỡ để con tin cậy và nhờ cậy sự dẫn dắt của Chúa hoàn toàn. Allow me, Lord, and hold me accountable to not only honor you with my mouth, but with my life. Lạy Chúa, xin Chúa ngài giúp đỡ và nhắc nhở con để con không chỉ bằng môi miệng nói chúng con tôn vinh ngài, nhưng mà bằng cả đời sống và hành động của con nữa. We give you glory. Con dâng cho Chúa tất cả sự vinh hiển. And we thank you, Lord. Con cảm ơn Chúa. Move right now in our life. Lạy Chúa, xin hành động ngay trong lúc này trong đời sống của chúng con. Extend our reach, Lord. Lạy Chúa, xin nới rộng tầm ảnh hưởng của chúng con. Extend the reach of our church. Lạy Chúa, nới rộng tầm ảnh hưởng và sự vươn ra lan rộng của hội thánh của Chúa. Extend the reach of every video on YouTube. Lạy Chúa, xin ngài gia tăng mức độ của các video của chúng con, các buổi nhóm của chúng con đến lan tỏa ra cho nhiều người hơn. And on Facebook. Ở trên Facebook. We just want to honor you, Lord. Lạy Chúa, chúng con muốn tôn vinh ngài. We thank you. Chúng con cảm ơn Chúa. And we praise you. Và chúng con ngợi khen ngài. In Jesus name. Trong danh Đức Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. 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 Church. Hội thánh. I hope that you are blessed. Hy vọng anh chị em được phước. I truly believe what the Holy Spirit was doing today was just reminding us to bring it back to him. Và anh chị em, tôi tin rằng điều mà Chúa Thánh Linh ngài làm buổi tối hôm nay đó là ngài vận hành để kéo chúng ta trở lại với chính mình ngài. Don't lose sight of what it is he's trying to do in your life. Anh chị em xin đừng bị mất tập trung cho việc Chúa ngài muốn làm trong đời sống của mỗi một chúng ta. Here in the life of VBC Houston. Và tập trung cho cả hội thánh của Chúa VBC Houston của chúng ta. And tomorrow I can't wait to finally have a Friday back with everybody in the church. Anh chị em, tôi không thể chờ nổi tối mai thứ sáu chúng ta lại có cái thời giờ trở lại được gặp gỡ các anh chị em khác ở trong hội thánh. So remember to bring something that we can all share. Anh chị em nhớ mang một cái thức ăn gì đó để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Maybe if it's a plate of fruit or some cookies or whatever it is that the Lord puts on your heart to bring. Có thể một mâm một dĩa trái cây hay là bánh ngọt thì chúng ta có thể đem lại và chúng ta cùng dùng bữa chung với nhau. Church be blessed. Hội thánh hãy được phước. Stay in his presence. Tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Be an extension of Christ. Và hãy làm cánh tay nối dài của Đấng Christ. We'll see you tomorrow. Chúa ban phước em và sẽ gặp lại trong ngày mai. Amen. Amen. Amen.